Và đây là Vespa Sprint 150. Nhưng mà quan trọng á, mình là người đầu tiên sở hữu tại Việt Nam. Và đây chính là 5 lý do tại sao bạn nên mua cái chiếc xe này. Tại vì đây chính là một sự kết hợp giữa một biểu tượng phong cách Ý, Vespa, và một artist, Justin Bieber. Lý do thứ hai, tại vì đây á là một phiên bản giới hạn. Lý do thứ ba, tại vì đây là một trong những bản Vespa hiếm hoi được sơn đa số những chi tiết màu trắng cùng với lại các họa tiết lửa và logo của Justin Bieber ở phần hông. Lý do thứ tư là tại vì đây là một trong những bản điều khiển tiên tiến nhất ở trên thị trường. Và đây là màn hình TFT 4.3 inch, màn hình màu và có thể kết nối với lại điện thoại để nghe và gọi. Ồ, hiển thị tên người gọi nữa. Và cái lý do cuối cùng đó chính là đây không chỉ là một cái chiếc xe máy mà là còn một cái item, một cái món đồ collectible nữa. Bây giờ thì mình có việc á, phải đi làm rồi, một cái buổi photoshoot. Các bạn đi cùng với lại mình nha. Steady going up like a travel plan. Homer Simpson face, lucky power plant. Yeah, I'm off that dope, like I'm back again to Vizzy. At the Millies, I don't club hurt. Give the word if it's a city, you know me. Back in my back flow. Back in my, yeah, yeah, back in my back, yeah. I'm back in my, this is my, back in my back flow.